Chào các bạn, trong phần này AF Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Viettel Roaming. Và tiếp theo đó là cách đăng ký tài khoản. Các bạn mở ứng dụng ra, chọn mục đăng ký. Các bạn nhập số điện thoại vào đây ạ. Sau đó là mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn nhập đơn giản, không yêu cầu mật khẩu phức tạp. Sau đó bấm tiếp tục ạ. Và bạn tiếp tục bấm mã xác nhận đây ạ. Nếu các bạn lắp đúng SIM vào trên máy đăng ký tài khoản ấy, thì sẽ được nhập mã xác nhận luôn và bấm tiếp tục là có thể đăng ký tài khoản thành công. Và khi các bạn đã đăng ký thành công rồi thì trên ứng dụng sẽ hiển thị mục quản lý tiêu dùng và roaming callback. Còn trong trường hợp nếu các bạn không lắp SIM vào máy thì sẽ có tin nhắn trả về như thế này. Báo mã xác nhận. Như ở đây. Thì các bạn nhập vào dùng qua wifi cũng có thể đăng ký được tài khoản. Còn do là mình có lắp SIM trên điện thoại này vì vậy đã đăng ký thành công trực tiếp, không cần phải nhập mã thủ công ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.